Xóm Khao Rọt, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng được hình thành vào khoảng cuối thế kỷ 19. Do vị trí cách đường quốc lộ không xa nhưng lại tương đối biệt lập, có khe dốc, đồi cao, kinh tế chủ phú, việc phòng thủ, tiến thoái theo các hướng đều rất thuận lợi, nên Khao Rọt luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, nơi tôi đang đứng là miếu Khao Rọt. Tại đây vào tháng 3 năm 1951 thì Bác Hồ đã nói chuyện với các cán bộ tỉnh Cao Bằng về nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2 diễn ra vào tháng 2 năm 1951. Di tích này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng vào tháng 4 năm 2001. Trong thời kỳ mặt trận Việt Minh 1942-1943, Khao Rọt là cơ sở hoạt động cách mạng tin cậy, quen thuộc của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Tổng bộ Việt Minh Cao Bằng. Những ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở thị xã Cao Bằng, nay là thành phố Cao Bằng, ngày 20-21 tháng 8 năm 1945, xóm Khao Rọt là nơi điều hành của Ủy ban khởi nghĩa tỉnh và sở chỉ huy của chi đội quân giải phóng do đồng chí Hoàng Đình Dông, trưởng ban khởi nghĩa tỉnh lãnh đạo, mới chuyển từ bản Ngần sang. Tại đây, đồng chí Hoàng Đình Dông thay mặt Ủy ban khởi nghĩa tỉnh gửi thư thông báo cho quân tưởng Trung Quốc chỉ được phép dừng lại ở chân núi Kỳ Sầm, không được tiến quân vào thị xã Cao Bằng. Quân Nhật đồng ý giao lại súng cho quân giải phóng. Cũng từ Khao Rọt, Ủy ban khởi nghĩa tỉnh đã điều động xe ô tô vào thị xã Cao Bằng vận chuyển súng ra làng Thôm Hoáng, xã Hạ Hoàng, nay là phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng. Những ngày đó, Ban Nông hội Cứu quốc xã đã vận động nhân dân quyên góp lương thực thực phẩm, chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ cho đại đội quân giải phóng rút từ thị xã về. Từ năm 1950 đến năm 1955, xóm Khao Rọt là địa điểm chứa kho lương thực của Cục Quân lương Tổng cục cung cấp và là nơi đóng quân lâu dài của các đơn vị lực lượng vũ trang. Sau này, xóm là địa điểm đặt kho của chi sở lương thực trong thời gian dài, phục vụ công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi cuối cùng. Tháng 3 năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và làm việc tại xóm Khao Rọt. Sự kiện ấy được lịch sử ghi chép lại. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2, tháng 2 năm 1951, Bác Hồ lên đường đi phổ biến thành công của đại hội, đi thị sát việc mở đường, sửa đường, đi thăm bộ đội, dân công, thanh niên xung phong. Cùng ngày 28 tháng 3 năm 1951, Bác lên đến Cao Bằng. Khoảng 3 giờ chiều, Bác đến miếu Khao Rọt. Tại đây, các đồng chí Dương Công Hoạt, Bí thư tỉnh ủy, Hồng Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh cùng hơn 100 cán bộ tỉnh, huyện, xã Đề Thám đã tề tựu đông đủ để nghe Bác phổ biến nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2. Nói chuyện và làm việc tại xóm Khao Rọt, Bác ở nhà ông Nguyễn Văn Phổi, thường gọi là Bác Tàng. Lúc đó, xóm chỉ có 9 hộ dân. Trước đây, miếu Khao Rọt được xây bằng đất trình tường ba mặt, mặt trước để trống, mái lợp ngói máng âm dương, cao khoảng hơn 2 mét, bên trong để một bát hương sát tường phía sau. Hướng miếu nhìn về phía đông, hơi chếch về phía nam. Đằng sau là một dải sườn đồi dốc 45 độ, đỉnh cao 250 mét so với mặt nước biển. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, ngôi miếu đã được trùng tu sửa chữa để tồn tại. Thưa quý vị và các bạn, tại di tích lịch sử miếu Khao Rọt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quán triệt tinh thần và nội dung của bản nghị quyết lịch sử, động viên tinh thần Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng phát huy vị thế hậu phương, cùng cả nước đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng. Ngày nay, di tích lịch sử miếu Khao Rọt trở thành một địa chỉ đỏ tiêu biểu trong hệ thống các di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Cao Bằng.